Xin chào hai bạn. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Cát Tường và MC Quang Bảo. Thì mình tên là Việt Tâm. Thì mình sinh năm 1987. Thì hiện nay mình đang công tác tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là giảng viên. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tự giới thiệu, em tên là Thu Hà. Em sinh năm 1995. Em hiện đang là giảng viên. Từ từ nha. 87 tuổi Mẹo, 95 tuổi Hợi, cách nhau 8 năm. Ủa? 8 năm? Hợp, cách nhau 8 năm hợp. Sinh 95 mà là giảng viên rồi á. Vậy là em tốt nghiệp xuất sắc hả? Dạ, em vừa tốt nghiệp vào tháng 7 năm nay. Bạn tốt nghiệp là lại giỏi và cũng thuộc là cái top đầu của trường. Sao em biết? Dạ, tại vì nó như cái câu chuyện nó như thế này. Thực ra là bạn này á là sinh viên của em. Tên thầy trò bây giờ khai đi, yêu nhau từ khi nào? Câu chuyện nó bắt đầu nói chung là cũng là xa xưa, khoảng cách đây 2 năm. Rồi mình được phân công giải một cái lớp do sinh viên năm 3. Rồi vô tình thì bạn này học lớp đấy. Chắc cho mời bạn nói tiếp. Thì câu chuyện của em là như thế này. Khi mới vô trường á, là khoảng năm nhất, năm 2 là em thường hay dò hết cái profile của giảng viên trong trường. Gì vậy em? Dạ, tại vì em muốn biết là trong khoa mình có những thầy cô nào. Rồi nói chung để em chuẩn bị tâm lý trước. Rồi sau đó thì em có nhìn thấy profile của anh ấy. Thì nói chung lúc đó cũng không ấn tượng gì nhiều. Tới khoảng năm 2 thì khoa của em là có đại hội đoàn khoa. Sau đó thì em vô cái đại hội đoàn khoa đó thì em cũng có thấy tên của anh ấy trên cái slide. Hôm đó anh làm bí thư đoàn khoa của khoa em. Em nói ừ, thì thầy này là vừa trẻ lại vừa có tài nữa. Tại vì em thích những cái người mà làm trong cái hoạt động đoàn khoa. Tính cách của em thì nó hơi trầm nên em rất là thích những người mà sôi nổi. Rồi tới năm 3 thì em vô tình học lớp của anh ấy. Nghĩa là 3 năm, năm 1, năm 2 là mới có gieo thôi, tới năm 3 mới gặp. Coi như là tìm hiểu từ ngày đầu tiên đi học, xong rồi tới năm 2 là thấy cái tên, xong rồi năm 3 mới được gặp mặt. Hồi cái lần đầu tiên, ngày đầu tiên em đi học trong lớp á, lúc đó em cũng đang lúi cúi làm gì phía dưới á. Xong rồi anh mới bước vô lớp thì em nghe thấy tiếng mọi người như kiểu là tập trung vào giảng viên. Thì em cũng ngước nhìn lên. Thì lúc đó em thấy anh bắt đầu đi từ cửa lớp đi vô. Mà trời, lúc đó em thấy giống như là nó bừng sáng nguyên cả một bầu trời. Vậy là bừng sáng rồi đó hai em? Dạ, bừng sáng luôn. Xong rồi anh quay xuống lớp, anh cười thật là tươi. Xong rồi em cứ thấy lấp lánh chiếu vô mắt vậy. Trời ơi, xong rồi em bảo chết rồi, trúng tim rồi. Ủa, là lần đầu tiên nhìn là em thấy trúng tim luôn? Dạ. Sao em gan vậy? Người ta thầy em mà em không lo học hành, mà em học trò mà em gặp lần đầu tiên mà em trúng tim là sao? Tại vì em là rất là thích những người con trai như kiểu đeo mắt kiến, rồi nói chung là nụ cười có duyên. Còn lúc đó em làm gì? Em có cho anh biết em có đá xi nhan, bật đèn gì không? Dạ không. Em thì tại cái tính của em nó trầm lắm nên em thấy vậy em đứng hình. Em có đứng hình vài giây, sau đó em mới làm tiếp mấy cái công việc mình đang làm vậy thôi. Lúc đó còn biết gì nữa chị ơi. Mà giấu trong bụng phải không? Nên là nó nổ lập bập trong mày thôi mà giấu phải không? Em nói thiệt, lúc đó mà nghe tiếng sét đánh cái đùng cái hơi là tóc chưa dựng lên là mai lắm rồi đó. Còn thầy, lúc đó thầy có ấn tượng gì với cô học trò này không? Ra ấn tượng thì nó cũng không có gì nhiều hết. Tại vì vô lớp thấy bạn đồng này quá. Cũng ngồi bằng đầu nhưng mà cũng không phát biểu không gì hết, thì cứ lui cuối học. Thì mình cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi hết tất cả lớp đấy. Không, nói chung là xong xuôi hết lớp đấy rồi cũng vẫn chưa có gì. Thì tới khi nào mới là nhưng mà nó có ấn tượng rồi. Thực ra thì bạn này, bạn Hà này cũng dễ thương quá. Dễ thương như thế nào? Dễ thương nói chung nhưng mà là đúng cái style mình thích. Nhưng mà học trò nên nói chung thì cảm xúc trong người luôn. Rồi cũng là hai người đều giấu. Tất nhiên rồi. Thì đến lần nào mới là chính thức hai người mới hẹn hò với nhau. Ai là cái người dám mở lời cho đối phương biết là mình thích đối phương, trong khi có một cái ranh giới vô hình là kiểu như thầy trò. Chung thì nó cũng có một chút xíu cái mèo trong đây chút xíu. Là bạn ấy tham gia vào một cái lớp đội tuyển tin học của trường. Thì lúc đấy thì Tâm cũng là đang là gọi là giảng viên để mà huấn luyện cho các bạn. Thì mới tạo một tình huống nhỏ nhỏ thôi. Đó là mình đang cần, thầy đang cần một cái chuyện này, bạn nào giúp với. Xung phong hả?
Dạ thì cũng bạn này xung phong. Bắt đầu là hai bên có vẻ như đã thích thích nhau. Có ngầm hiểu rồi. Cái gì đó là rồi là cuối cùng, nhưng mà em được phụ việc, em được phụ việc cho cái người mà em gặp nhìn đầu tiên là em đã bắn điện chiếu chiếu chiếu, lúc đó cảm giác em như thế nào? Thì bắt đầu ảnh mới ra cái chiêu là nhờ giúp đỡ đó. Thì em cứ suy nghĩ trong đầu là trời, không biết mình có nên nhắn tin không, tại vì em nghĩ là chắc cái lần đầu tiên mình nói chuyện phải là một cái lần nào đó như kiểu là nó hay hơn là cái chuyện mà giúp đỡ trong công việc như vậy. Thì em cũng phân vân lắm. Thì tự nhiên có một cái con bé trong lớp, nó cứ chạy lên nó: thầy ơi em làm được cái này, em làm được cái này, để em làm cho. Thế là máu lên liền. Chết rồi, con bé nó rút trước rồi, giờ mình phải làm sao? Em cứ đấu tranh một hồi xong rồi em mới quyết định là nhắn tin. Em có kèm thêm một câu là mặc dù biết là bé đó đã giúp rồi nhưng em cũng muốn giúp thêm một chút. Rồi bao lâu nhau hai người mới nắm tay nhau? 3 tháng sau. Hai người không có ngại là ở trong trường ta để ý là học sinh trong lớp dòm ngó hả? Dạ không, tại vì đây là bí mật, không có để ai biết hết, rất ít gặp nhau. Rồi giấu tới bao giờ mới là cái thời gian hẹn hò bí mật đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng khoảng cả năm nữa. Wow. Bạn cả năm đấy, rồi sau đó bạn đã tốt nghiệp thì là mình công khai thôi. Cái cảm xúc mà mình phải lén lút bí mật nó như thế nào? Nó hồi hộp, nó đã lắm luôn á chị. Làm gì nó lén lén mình thích lắm. Ở trong trường thì mình mới kín đáo thôi. Còn nói chung bạn bè bên ngoài rồi ba mẹ này kia cũng biết. Cũng biết. Nên gọi là giấu thì cũng không hẳn là giấu. Nhờ mình phải làm sao cho nó tế nhị. Coi như là hạn chế cái việc ở trong trường thêm tình cảm với nhau thôi. Nhưng mà còn Hà thì sao? Bởi vì lúc đó Hà còn đang đi học, mà đây là một cái người mà đang là thầy của mình nữa. Thì khi mà về nhà thì ba mẹ có ý kiến gì không? À, câu hỏi đầu tiên mà ba em hỏi em là: thế anh nó tuổi gì? Mọi người em nói là tuổi con heo. Xong rồi ba nói hớp 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 tám hớp, được. Em nói rồi, mèo với con heo hợp lắm. Ba mẹ em thì cứ thấy cho quen thôi, tại vì hợp tuổi rồi, không có vấn đề gì cả. Có rồi, tới cái lúc nào mới gọi là một cái dấu ấn, gọi là hai người chính thức công khai tình yêu? Trước khi đó thì em cũng rất là muốn công khai luôn rồi. Nhưng mà anh thì nói là thôi thì đợi em tốt nghiệp. Để như kiểu là lúc đó em thì cũng hết là sinh viên trong trường. Thì lúc đó mình công khai thì cũng sẽ không có ai nói gì hết. Thì cái ngày mà em tốt nghiệp chính là cái ngày mà em công khai. Bây giờ từ cái ngày mà bắt đầu biết nhau rồi quen nhau cho đến cái ngày mà công khai là gần một năm trời. Đó, nhưng lúc đó em có cảm giác là em bị khó chịu không? Tại vì anh nghĩ là đối với là các bạn nam á, thì các bạn có chuyện có công khai người yêu mình trên Facebook hay không, cái chuyện đó bình thường. Tại vì miễn sao mình ở bên cạnh người yêu mình là được rồi. Nhưng mà còn các bạn nữ lại khác. Các bạn nữ luôn luôn muốn là coi như được mọi người thấy được cái tình yêu mình đang rất là dễ thương, đang rất là đẹp, mà phải chịu cái thời gian là một năm trời, thì bạn nghĩ làm sao? Trời, lúc đó em cũng nói chung là cái thời gian nó cũng rất là khó chịu. Tại vì trong lúc mà quen anh ấy thì cũng có thời gian em đi học, mà trên lớp thì cũng hay nhắn tin lắm. Em cũng ngồi gần bạn bè nữa, mà mỗi lần nhắn tin thấy bạn nó cứ hay nhòm qua. Mà em thì sợ như kiểu là bạn nhìn vô cái avatar mà thấy được ảnh là trời, lúc đó em cũng đau tim lắm. Thì có mấy đứa cứ hỏi trời, đang nhắn tin với thầy hả? Xong rồi em bảo ừ đúng rồi, có việc học. Người lại học nên mới nhắn tin nữa. Xong rồi em cứ phải nép qua một bên, em nhắn vậy nè. Nói thì nói chứ cũng mới có 20 tuổi à. Đúng rồi. Là có 22, hiện giờ mới có 22 tuổi là sẽ còn những tính là vu vơ, giận hờn, hơi con nít nè. Thì hai người chắc chắn sẽ có những cãi vã, những xung đột trong cuộc sống với nhau, đúng không? Thật sự thì em không có biết giận hay là... Nói chung là chưa có giận nhau bao giờ luôn. Hả? Chưa từng cãi nhau luôn. À, thực ra đây tôi nói cái này cho tôi tâm sự riêng với lại bài Tâm thôi. Tâm được có coi như cái vấn đề này là một áp lực tâm lý nha. Thường thì mình quen mấy bạn sinh viên á, mấy bạn còn rất là trong sáng, rất là ngây thơ. Tại vì các bạn chưa có đi làm á. Nhưng mà rồi khi mà ra một cuộc sống mà nó vùi dập mấy bạn một vài lần rồi đó, thì tâm lý các bạn sẽ rất là khác. Và đôi khi các bạn sẽ biến chuyển tâm lý của mình và không còn yêu mình nữa. Bạn có sợ điều đó không? Thật ra điều này cũng sợ chứ. Nhưng mà thực ra tới đầu năm 4 là bạn Hà đã đi làm rồi. Bạn Hà đi làm ở một công ty chuyên về tư vấn giải pháp hệ thống thông tin. Và trong thời gian này đúng là nó cũng có một số khó khăn. Là bạn đi làm có một số dự án bạn cũng đi làm xa, cuối tuần mới về. Rồi cũng gặp nhau được chút ít, rồi bạn đi làm xuống dưới đấy rồi cũng ăn uống không được, rồi áp lực công việc, rồi đủ thứ dậy đất. Rồi bạn cứ điện thoại về lúc mệt này kia, trời ở đây cũng lo quá trời quá đất luôn.
Nhưng mà tôi nói thiệt bạn đừng buồn nha. Chứ bạn gái bạn là vừa nhỏ nhắn, trẻ trung, xinh đẹp nữa. Chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi. Vệ tinh coi như là xếp hàng dài luôn á chị. Có, tất nhiên là phải có những vệ tinh theo bạn Hà. Nhưng bạn Hà này có bật cái chế độ phòng thủ khá là hay. Phòng thủ sao em? Dạ em được cái là người ta nhắn tin tới em á, em cũng không bao giờ trả lời. Gọi điện mà số lạ một cái là em không có nghe. Nhưng mà nếu mà gọi 2-3 lần thì chắc là mình phải nghe rồi, chắc là có chuyện gấp. Nhưng mà ví dụ các bạn nam mà nhắn tin Facebook á, em cũng không bao giờ trả lời luôn. Nhiều khi em để trôi cho tới khoảng 3-4 năm trời á. Xong rồi lâu lâu người ta nhắn thêm một cái lần nữa vào cái năm nay rồi, thì em thấy thôi cũng kỳ kỳ nên em mới trả lời lại một cái. Đó là lâu lâu thôi. Em không nghĩ là đến một lúc nào đó em trả lời lại một cái là em dính luôn. Em cũng bùng chết như cái lần đầu tiên gặp thầy đó. Dạ thường thường em trả lời đúng một câu duy nhất, sau đó em lại mất tích luôn. Câu gì? Là ví dụ bạn chào thì mình lại chào bạn. Xong rồi hết. Em không bao giờ. Chị đang hỏi là em có nghĩ đến một lúc nào đó tự nhiên em gặp một cái đối tượng nào đó khác, một ông thầy nào khác, hay một MC Quan Bảo chẳng hạn, một cái anh nào khác đó mà cũng đeo mắt kiếm giống như là anh thầy giáo này, rồi tự nhiên trái tim em cũng rung động, rồi em cũng bùng chéo rồi em đi theo ông ta, em bỏ anh này luôn. Em nghĩ tới ngày đó chưa? Dạ cái này thì em cũng chưa nghĩ tới, tại vì em rất là khó thích một người nào khác. Nhưng bây giờ là em thích thôi, là em yêu. Dạ yêu. Em biết yêu là thế nào chưa? Đây là tình đầu tiên, mối tình đầu tiên của em hả? Em cũng không biết định nghĩa mối tình đầu tiên là như thế nào nữa. Là cái cảm giác mà em nhìn người ta cái em bị giật. À vậy đây là lần đầu tiên. Dạ. Mình bạn mới 22 tuổi nhưng thật ra nếu mà như mà ở ngoài bề ngoài thì nhìn nó nhí nhảnh lắm. Nhưng mà nếu thực sự va chạm, thực sự mà trong cuộc sống này thực sự bạn rất là chững chạc, bạn hiểu rằng đến lúc nào cần thiết phải làm cái gì, nói gì như thế nào là bạn cũng rất là chững chạc. Mình rất là tin bạn. Hai bạn có dự tính gì cho cái đám cưới hay là cái tương lai của mình chưa? Chắc chắn là sẽ cưới nhau rồi đấy. Và cũng dự tính là khoảng sau Tết năm sau 2018 là cũng sẽ bắt đầu là cưới đó. Có nghĩa là mình mới dự định thôi. Dự định hai gia đình đang gặp mặt nhau chưa? Để lên chi tiết. Nhưng mà rồi hai gia đình có biết cái chuyện này chưa? Hai gia đình là cũng biết rồi, hai gia đình cũng hút rồi. Cũng hối thúc luôn. Dạ. Bạn mới có 22 tuổi thôi đó mà gia đình hối thúc rồi đó hả? Ôi cái này ba mẹ em còn kêu là trời ơi 22 tuổi là già rồi. Hồi xưa ba mẹ khoảng mẹ em có 19 tuổi là lấy ba em rồi. Nhưng mà thầy giáo có mình suy nghĩ kỹ là mình thấy mình có còn những cái khó khăn nào để tiến tới cái cuộc sống vợ chồng không? Đúng là nó cũng có một số cái khó khăn về ví dụ để mà sống chung với nhau. Hy vọng là chắc là hai đứa sẽ vượt qua được hết. Em có cái điều gì mong muốn người vợ tương lai của mình sẽ thay đổi không? Bạn Hà thì có một cái là trong một số công việc, kể cả cuộc sống, lâu lâu bạn hơi mất tự tin. Nhưng mà cái cách an ủi của Tâm đó là nhiều khi nó lại không có được lãng mạn. Tại mình khi mình thực tế quá, nên là mình lại không an ủi được một cách đúng tâm trạng của bạn. Là bạn cũng hơi buồn buồn. Thầy giáo nè, rất là may mắn không? Có một cô học trò xinh xắn đáng yêu sắp sửa làm vợ của mình. Mà mình thì có những cái vô tâm. Bây giờ có chương trình đây thì mình có biểu hiện gì đó để cho bạn gái người ta cảm thấy sung sướng chút xíu chứ. Tại vì thì trước tới giờ cũng anh nói thiệt là anh chưa tặng hoa cho em. Thì hôm nay thì cũng muốn tặng bó bông, bó hoa xin để thể hiện tình cảm. Cảm ơn. Trời ơi. Nói thiệt với hai bạn, ngày hôm nay sau khi mà trước khi mà thực hiện chương trình này, chúng tôi đã được biết về thông tin của hai bạn và chúng tôi có những cái vai trò là phải cố gắng làm sao để mà moi móc câu kéo câu chuyện của các bạn, để mà chúng tôi có thể gọi là cho các bạn thấy rằng cái chuyện hôn nhân không phải là một cái chuyện nó dễ dàng, đúng không? Và đặc biệt là hai còn rất trẻ như thế này, nhưng mà sau khi những câu hỏi thì các bạn có thể nói rằng là luôn luôn nhìn nhau mà ánh mắt triều mến. Nhưng mà chính vì nhờ như vậy là bạn đã có một cái người chồng tương lai rất là chững chạc. Không, anh ấy sẽ là một cái bờ vai vững chắc để cho bạn sẽ dựa vào. Xin cảm ơn chị Cát Hương với lại MC Quang Bảo.